Mai Phương từng phải gọi điện cầu cứu 113 vì bị bố mẹ giam lỏng tại nhà. Khi thấy mẹ Mai Phương liên tục đổ lỗi cho Trương Bảo Như, phủ nhận chuyện mình chửi bới con gái, bạn thân của cố nghệ sĩ đã lên tiếng đáp trả. Những ngày qua, vấn đề bên lề liên quan đến gia đình Mai Phương trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Mẹ của nữ diễn viên bị tố là hành hạ tinh thần con gái trong thời gian cuối đời, có dấu hiệu mê tín và bạo lực. Tương lai của bé La Gia vì thế cũng trở thành mối quan tâm lớn. Nhiều người cho rằng bé không nên ở với ông bà ngoại, đồng thời kêu gọi Phùng Ngọc Huy nhanh chóng về nước giành quyền nuôi con gái. Sau những chỉ trích nhắm vào mình, mẹ Mai Phương đã lên tiếng giải thích. Không những vậy, bà còn tấu ngược lại bản thân con gái đã hành hung và sức sược với mình. Cụ thể, trả lời Dên, bà nói, khoảng 10 ngày trước khi Phương mất, chúng tôi đưa con về nhà. Lúc đó, có đông người đến thăm Phương. Phương mới về lúc 10 giờ sáng nhưng đến 17 giờ đã đòi vào nhập viện. Một người bạn thân của Phương đã xộc đến nhà, đòi đưa Phương vào viện. Tôi đã bảo cô ấy ra ngoài để vợ chồng vào nói chuyện riêng với con gái. Nhưng cô này không ra, hai bên tranh cãi. Cô ấy nói đây không phải là nhà của tôi, không có quyền đuổi cô ấy, người phải ra khỏi nhà là vợ. Tiếp đó, một cậu thanh niên cao lớn chạy vào nhà cũng với lý do đưa Phương đi viện. Trước phát ngôn đó, mẹ Mai Phương từng nói Trương Bảo Như vào nhà mình mà không chào hỏi, có thái độ không tốt. Sau khi bà lên tiếng, Trương Bảo Như cũng không có động thái hay phát ngôn chính thức nào. Vì thế mà dư luận lại càng tò mò không hiểu thực hư ra sao. Mới đây, Take Minh Huy, một trong những người bạn thân của Mai Phương, trên trang cá nhân, anh viết, nhiều bạn bè inbox cho Take về nhiều link phản pháo của gia đình sau bài viết Take đăng tải. Mình sẽ nói đơn giản thế này, hiện tại La Giai đang tạm thời an toàn. Về những gì đã đăng, Take sẽ không xóa và sẽ hỗ trợ hết mình cho chính quyền khi cần hỗ trợ thông tin điều tra. Một thông tin nữa là vì sao Trương Bảo Như đến nhà. Phương đã gọi 113 để cầu cứu nhưng không được nên mới gọi Như báo cảnh sát. Nếu thực sự Phương không có vấn đề thì vì sao ông bà 1-2 cản không cho Như vào và nếu không vấn đề thì Phương đã không gọi điện nhờ bạn đến cứu. Về phía ông bà, nếu các bạn đọc kỹ bài post trước thì Take thậm chí còn khuyên, về cơ bản thì ông bà cũng yêu con cháu chứ không phải không, nhưng sự cuồng tín đã đẩy câu chuyện đi quá xa. Nói thêm là Take hoàn toàn không bài xích bất kỳ tôn giáo nào, nếu tôn giáo hướng thiện và giúp con người sống tốt hơn. Nhưng nếu sự mê tín và cuồng tín làm con người ta không còn hướng thiện thì nên coi lại. Mong muốn không phải là cướp con khỏi tay ông bà vì ông bà cũng đã mất con giờ mất cháu cũng rất tội, nhưng hội thánh cần được chính quyền vào cuộc xem có thuộc. Đương nhiên ông bà vẫn có thể đến thăm mỗi tuần hoặc gọi điện mỗi ngày đến khi ông bà thực sự bình tĩnh trở lại. Đồng thời, nam ca sĩ cũng phản đối chuyện bé La Giai nghỉ học ở trường quốc tế. Take Minh Huy tiết lộ cô bé rất có năng khiếu nghệ thuật, không thể vào học trường trong hội thánh để lãng phí. La Giai rất thích vẽ và hội họa, nặng tượng, tô màu nên nếu được học ở trường quốc tế mà cô Úc xin tài trợ đến năm 18 tuổi thì con. Còn nếu như lời bà nói sẽ cho con nghỉ học để vào học trong hội thánh thì quá tội cho tương lai của đứa nhỏ, bạn thân Mai Phương nói. Cuối cùng, anh chàng cũng đảm bảo mọi thông tin mình đưa ra là hoàn toàn xác thực và sẽ chịu trách nhiệm. Hợp tác nếu công an cần thu thập thêm bằng chứng để điều tra.